Tôi làm việc hết sức mình và cũng thiền rất nhiều, nhưng rất khổ tâm, đau đớn trong lòng. Tôi phải chiến đấu với điều đó, chiến đấu với nỗi buồn của mình. Bởi vì thiên đàng cũng nói với tôi, sầu khổ không giúp ích gì đâu, ngài phải vui lên. Tôi nói làm sao được, nhìn xung quanh thế giới của tôi, đời sống của tôi và đời sống của mọi người khác. Vậy mà nói tôi hãy vui lên sao? Tôi bảo thiên đàng như vậy. Tôi cố gắng, cố gượng cười một mình. Dù sao cũng không ai thấy. Vậy có ý nghĩa gì chứ? Khi con người đau khổ, tôi cũng đau khổ. Tôi nghĩ về những người đang thở thoi thóp và một số trẻ em tuổi còn rất nhỏ, thậm chí chưa là thanh thiếu niên mà phải chịu đau đớn quá nhiều với căn bệnh kỳ lạ này. Vì đây không phải là căn bệnh bình thường mà các em bị mắc phải khi còn nhỏ. Căn bệnh lạ bởi vì nó từ Covid-19 và các em đau khổ quá nhiều. Và một số em chết, thậm chí một số thanh thiếu niên cũng gặp vấn đề. Đây là thời gian thật khủng khiếp. Những ai có liên quan đến sát sinh hoặc hành hạ tham gia vào loại kinh doanh này như kinh doanh thịt đều bị ảnh hưởng. Một số được bảo vệ bởi vì họ có công đức lớn hơn từ những kiếp trước vẫn còn sót lại. Một số không được bảo vệ vì họ đã bị virus tấn công. Một số được bảo vệ nên họ hồi phục tới mức nào đó nhờ công đức của bản thân được bảo vệ do kiếp trước. Hoặc kiếp này nếu họ đã làm điều gì tốt thiện lành giúp đỡ người khác hoặc cứu những sinh mạng khác trong cách nào đó, họ hồi phục hay họ không bị gì cả, dù rằng họ vẫn mang mầm bệnh. Cho nên đó là vấn đề. Thành ra tôi muốn bảo quý vị, tôi gọi điện để nhắc nhở mọi người hãy đeo khẩu trang và thậm chí tấm chắn che mặt nữa. Như thế tốt hơn. Nếu quý vị phải đi ra ngoài, ra khỏi phòng của mình, ngoài khu vực của mình, bởi vì những người khác đang mắc bệnh, đã bị lây nhiễm, có thể đã ở đó trước rồi, mặc dù không có ai xung quanh quý vị. Giống như nếu quý vị đi xuống tầng hầm của tòa nhà nơi mình ở, tòa nhà chung cư của quý vị, trong tầng hầm chung, để lấy một số dụng cụ hoặc gì đó từ nhà kho ở dưới, hay là giặt quần áo hoặc làm gì đó, quý vị nên đeo khẩu trang và tấm chắn bảo vệ mặt, vậy là tốt nhất. Lúc trở về, cần phải tắm rửa, như thế tốt hơn. Rửa tay, rửa mặt, tắm rửa toàn thân nếu có thể. Vì có những trường hợp đã xảy ra là có người đi xuống tầng hầm nhà của họ để giặt quần áo và sau đó họ bị bệnh. Họ bị nhiễm bệnh mặc dù không có ai ở đó và họ chưa bao giờ ra khỏi phòng, ngoại trừ lúc đó, ví dụ vậy. Cho nên hãy cẩn thận, bởi vì ai đó đã bị bệnh, nếu họ đã ở đó trước quý vị, hoặc họ ho hay thở ra hay chạm vào những thứ ở dưới đó, thì quý vị cũng có thể bị lây nhiễm cũng như nhau. Ngay cả khi người đó không có triệu chứng bệnh, hoặc họ không biết họ đã bị nhiễm bệnh, họ vẫn có virus, và rồi virus vẫn còn trong không khí. Vì rất nhiều người không biết họ bị mắc bệnh, họ bị bệnh nhưng đi loanh quanh đâu đó hoặc trong siêu thị hoặc điều tương tự, làm như mạnh mẽ, không đeo khẩu trang hoặc xem thường định giới nghiêm khẩn cấp COVID, những điều như thế, và họ thở, họ ho, họ nói bất cứ gì và virus vẫn còn trong không khí. Sau đó quý vị sẽ bị nhiễm nếu quý vị ở gần hoặc ở bên cạnh. Dù sau đó không có ai ở đó nữa, quý vị vẫn bị nhiễm virus nếu phải đeo khẩu trang và tấm chắn mặt bảo vệ. Khi quý vị ra khỏi phòng, phải luôn rửa tay, tắm gội sau khi ra ngoài. Quý vị phải cẩn trọng, đừng tỏ ra mạnh mẽ, bởi vì quý vị không biết khi mắc bệnh này sẽ như thế nào đâu. Nó hành hạ quý vị, có người cảm thấy như lửa đốt trong thân thể, trong máu của họ. Có người không có dưỡng khí, họ không thể thở. Một số trẻ em mắc bệnh có những triệu chứng kỳ lạ và một số triệu chứng khác theo nhiều cách khác nhau. Nhiễm COVID-19 này không giống bất kỳ bệnh nào khác, có rất nhiều triệu chứng khác nhau mà đều liên quan tới virus này. Thậm chí không có triệu chứng gì cả. Một loại virus rất đáng sợ cho trẻ em cũng như người lớn, ngay cả thanh niên khỏe mạnh. Cho nên hãy thận trọng. Quý vị có nghe tôi nói chứ? Điện thoại của tôi bị đứt. Thưa sư phụ, vẫn còn nghe được à? Tốt, rất tuyệt.
Hãy nghiêm túc về điều đó. Master? Lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Okay. Ý nói là khi ra khỏi phòng. Ngay cả khi quý vị đi vào nhà bếp chung để ăn, cũng phải đeo khẩu trang, lấy thức ăn quý vị cần, rồi ra một nơi nào đó ăn một mình. Đừng ngồi chung trò chuyện với nhau, dù chỉ là đeo khẩu trang hay là không có khẩu trang, dù là ngồi cách xa nhau cũng không được. Cách xa 2 mét chỉ là mức tiêu chuẩn tối thiểu quý vị có thể theo. Nhưng quý vị không biết có ai vừa đi qua nơi mình đang ở, nơi ở của quý vị, và họ có bị bệnh trong người, virus COVID-19 ở trong thân thể của họ. Quý vị tháo khẩu trang để ăn, quý vị cũng có thể bị nhiễm virus như nhau cả. Mọi người tất nhiên trong nhà bếp chung, dù sao mấy người nấu ăn cũng biết đeo khẩu trang và găng tay để nấu ăn. Tôi đã dạy nhiều năm nay rồi, và nhà bếp của chúng ta luôn thực hành tiêu chuẩn này. Đeo khẩu trang và găng tay trong khi nấu ăn hoặc làm rau và thực phẩm. Nhưng người ngoài có thể không. Và dù vậy, quý vị vẫn phải đeo khẩu trang, lấy thức ăn và đi ăn một mình. Ý nói là tất cả quý vị, những người bên ngoài có thể không nghe tôi nói bởi vì họ không biết tôi và họ không quan tâm. Nhưng quý vị nên làm điều đó. Tôi không lãng phí thời gian để nói với quý vị điều vô ích này đâu. Không lý nào tôi lại làm vậy, chỉ để chăm sóc quý vị thôi. Hãy thận trọng và quý vị thiền một mình trong văn phòng của mình tốt hơn là không nên cộng tu. Quý vị không có đủ chỗ để mỗi người có 2 mét vuông. Các chàng trai họ có đủ chỗ. Nếu quý vị có chỗ thì cộng tu, nhưng nếu không thì cứ thiền trong văn phòng của quý vị, đặt đồng hồ báo thức, thiền cùng với những người khác 3 lần một ngày với đội ngũ làm việc truyền hình vô thượng sư, và thiền một mình như vậy tốt hơn. Phòng riêng của quý vị hay trong văn phòng của quý vị, nhưng phải thiền một ngày 3 lần để bảo vệ quý vị ở một đẳng cấp cao hơn, không chỉ với khẩu trang và thuốc. Những thứ đó chỉ là tiêu chuẩn thôi. Sự bảo vệ cao hơn quý vị phải tạo ra bằng cách thiền mà tôi đã dạy khi tâm ấn. Luôn luôn niệm hồng danh và cầu nguyện mỗi ngày, đó là sự bảo vệ cao nhất. Tôi đã bảo quý vị phải niệm hồng danh mỗi lúc mỗi nơi, không chỉ để bảo vệ quý vị mà còn bảo vệ những người khác gần bên xung quanh mình. Cho nên điều này rất quan trọng. Tôi nói quý vị đừng xem thường những ai có thể nghe theo. Tôi nghĩ ngay cả ở nơi quý vị sống bây giờ đã được thông báo là an toàn chính thức và mọi người không còn phải cách ly nữa, nhưng vẫn còn một số người bị nhiễm bệnh mà không có triệu chứng. Cho nên bất cứ ai ra khỏi nhà, họ nên đeo khẩu trang. Khi đi ra ngoài, quý vị phải đeo khẩu trang, ngoại trừ khi phải cho thấy mặt vì mục đích nhận diện danh tính. Nếu không, cứ đeo khẩu trang an toàn hơn trên máy bay hoặc xe bus hoặc tương tự, hoặc trong siêu thị, để quý vị không lây nhiễm cho bản thân hoặc lây nhiễm cho thực phẩm mà quý vị đang nhìn, thở hoặc ho vào đó. Không bao giờ biết được. Hãy bảo vệ thực phẩm, đi siêu thị và tất cả những nơi nào bảo vệ mọi thứ trong tiệm. Dù sao, bởi vì có những bệnh vẫn đang tiếp diễn như bệnh SARS, bệnh MERS và những bệnh như thế. Mặc dù số người chết không cao lắm, tình trạng lây nhiễm vẫn tiếp diễn, và cúm mùa nữa, đủ thứ. Tôi nghĩ quý vị nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài khu vực công cộng, hiểu không? Thưa sư phụ, có điều gì mới muốn chia sẻ với chúng con không? Tôi quên kể quý vị vài chuyện. Một con rắn tìm cách cắn tôi khi tôi bước ra ngoài chỉ vài mét ở khu vực bên ngoài vườn tược và cây cối. Con rắn đã cố cắn tôi, nhưng trước khi nó cắn, chú chim đã mổ chết nó. Nó là con rắn độc, mặc dù nó không phải là loại rắn lớn lắm, nhưng là rắn độc. Sau đó tôi đã kiểm tra. Tôi cảm ơn tất cả thiên đế, và họ nói: "Ồ, cảm ơn công cụ tốt chú chim." Đó là chú chim di. Nhớ có lần tôi kể quý vị
Tôi đã thấy một chú chim và chú chim lúc nào cũng đi vòng quanh tôi không? Bây giờ chúng ta có thể có hình của chú. Bây giờ chú đã lớn, lớn gấp 4 lần so với trước đây, lớn hơn lúc trong hình. Trước đó, chú chim lớn cỡ bằng bàn chân của tôi, bàn chân tôi nhỏ. Nhưng chú cỡ đó, chú cỡ chú chim bồ câu. Chú bồ câu vị thành niên và bây giờ chú đã trưởng thành. Tôi tưởng chú là chim đại bàng và màu sắc thay đổi, sẫm hơn và không nhiều đốm lắm. Nhưng các đốm cũng trở nên lớn hơn và chú chim rất oai phong. Từ đâu không biết, chú bay đến và tiêu diệt con rắn đó. Trước đó, tôi được cho biết rằng chú ở đó để bảo vệ tôi. Nhưng tôi không biết, không thấy bằng chứng nào. Vài ngày trước, tạ ơn trời đất, cảm ơn thiên đàng là có chú chim. 4 ngày trước, chú không còn ở nơi đây, nhưng không biết từ đâu chú xuất hiện. Bây giờ chú ở khắp nơi, dù sao chú có thể bay rất cao và đi bất cứ nơi nào. Chú không chỉ ở một chỗ hoặc nơi mà tôi thấy chú trước đây. Không biết từ đâu chú xuất hiện, chỉ như vậy đó, và chỉ để đảm bảo không có gì, không có phép thuật nào có thể hồi sinh con rắn. Chú chim bay tới bay lui để tiếp tục ăn xác con rắn đó. Cảm ơn chú chim đã bảo vệ sư phụ. Chú chim như là chia con rắn ra thành nhiều phần để ma quỷ không thể hồi sinh nó được nữa. Dù với ma thuật, chú chim trưởng thành lớn quá nên lúc đầu tôi không nhận ra chú. Ngạc nhiên, và chú chim thấy tôi, chú cũng không nán lại. Chú chim bay đi và sau đó chú chim không ở đó. Nhưng tôi đã hỏi chú, tại sao phải ăn con rắn kinh khủng đó? Chú không cần phải ăn nó, ăn vậy ghê gớm quá. Và chú chim nói chú phải mổ một số phần và chia xác nó ra, nếu không một số quỷ có thể vá nó lại và sau đó biến con rắn thành thây ma và vẫn có thể làm việc trở lại. Con rắn không bao giờ muốn vậy, tôi biết điều đó. Con rắn chỉ bị thúc ép, hiểu không? Bị điều khiển làm điều đó. Ma quỷ dùng đủ thứ để quấy nhiễu tôi. Chúng thật sự ghét tôi. Thưa, còn nhiều ma quỷ ở khắp nơi không ạ? Ồ, nhiều. Tất nhiên, và chúng đang ẩn nấp trong thân người nữa. Vậy đó, bởi vì một số người bị biến thành thây ma, nhiều người trong số họ cũng là nạn nhân COVID-19, thật nhiều thứ. Ma quỷ có phép thuật như vậy, chúng thậm chí biến người ta thành thây ma và linh hồn bị đẩy xa, bị ép phải đi xa. Đừng lo lắng về những linh hồn này, tôi bắt lấy họ và đưa họ lên thiên đàng. Họ đã từng bị biến thành thây ma, giống như trong phim Hollywood, rồi đúng vậy. Nói quý vị nghe, bệnh Alzheimer không thực sự là một căn bệnh. Đó là những con quỷ hung hăng làm. Chỉ thành công một nửa. Nếu hoàn toàn thành công thì sau đó chúng chiếm lấy toàn bộ người đó. Nhưng nếu chỉ thành công một nửa hoặc ít thành công hơn thì chúng biến người ta thành bệnh nhân Alzheimer như thế. Cho nên bệnh nhân không nhớ gì hết. Họ thậm chí không nhận ra vợ con của họ, không thể tin được. Quá nhiều điều mà chúng ta không biết về thế giới này. Thế giới này thật kinh khủng. Nói quý vị biết, bởi vì chúng ta cũng làm những điều hại chính bản thân, khiến cho năng lượng quá tệ, đến nỗi đủ thứ loại có thể lợi dụng năng lượng này. Thế giới này khá đáng sợ. Cảm ơn Thượng Đế, tôi có một chút bảo vệ. Thỉnh thoảng, chúng con cầu nguyện cho sư phụ được bảo vệ. Ma quỷ cố hết sức để loại trừ tôi. Tôi khó chết lắm. Sắt đá nữa, cảm ơn Ngài. Cảm ơn sư phụ ở lại đây. Vẫn còn việc phải làm. Biết làm gì đây? Thưa sư phụ, con xin hỏi một số câu hỏi được hỏi đi. Thưa sư phụ, Ngài có còn đóng góp cho các nạn nhân COVID-19 ở các nước chịu ảnh hưởng trầm trọng do virus này nữa không ạ? Tất nhiên, một vài nước có chứ. Tôi đã sắp xếp cho Syria, Brazil, Mexico, Yemen, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ sắp xếp cho Afghanistan và Ghana ở châu Phi. Chuyện gì đến thì tôi làm. Không phải lúc nào tôi cũng có đủ thông tin về mức độ nghiêm trọng hoặc tốc độ lây nhiễm ở các quốc gia khác nhau.
Như tôi đã nói với quý vị, như đã thấy lúc nãy, điện thoại thậm chí không thể hoạt động tốt, và bây giờ thì tốt hơn. Quý vị nghe được tôi phải không? Trước đó nó bị nhiễu, tôi còn không nghe được chính mình. Tôi không luôn có thể truy cập thông tin. Tôi là người kém về công nghệ, và hiện tại đang ở trong khu vực không có công nghệ cao. Nhưng tôi vẫn tốt hơn là không có gì, so với không có gì cả. Tôi vẫn có thể làm việc, chỉ là đôi khi không luôn xem tin, tôi phải thiền rất nhiều. Dạ, cảm ơn sư phụ. Và phải chăm lo nhiều thứ một mình, một số chuyện như rửa chén bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, quét kiến hay bất cứ gì. Thật ra trong thời gian bế quan tôi không nên xem tin hay bất cứ gì hết, nhưng tôi biết qua điện thoại. Nhưng cũng vì tình hình đặc biệt này trên thế giới chúng ta, tôi không thể lờ đi được. Còn câu hỏi nào nữa không? Trước khi điện thoại dở chứng, con có thêm một câu hỏi nữa. Thưa sư phụ, Ngài đã ở trên địa cầu này một thời gian rất rất lâu, như là mãi mãi vậy. Vậy sao sư phụ tạo ra cõi tâm linh mới, chỉ mới gần đây, 1000 năm trước thôi? Ồ, đây chỉ là con số trên thiên đàng cao đẳng hơn. Tôi quên chuyển nó sang số năm trên địa cầu. Nếu tính theo năm trên địa cầu thì rất lâu 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 lắm, hiểu không? Để tôi xem. Đôi khi tôi quên chuyển sang hệ thống toán học của chúng ta, vì con số này khác. Đây là dạng tính toán khác, thời gian và không gian dạng khác, và ở một số vùng cao nặng hơn, không có thời gian và không gian, giống như cõi tâm linh mới của Tim Kutu, không có thời gian và không gian. Chúng ta không quan tâm, không cần mấy thứ đó, và con số tùy vào nơi tôi đi qua, hoặc là La Cà ở đâu đó, như kiểu quý vị nói, trong tiếng Mỹ, tùy vào thiên đàng nào mà tôi đang La Cà khi đang nói chuyện lúc đó, thì tôi chỉ nói cho phù hợp. Như cõi này không phải chỉ mới được tạo ra hơn 1000 năm trước, cần thời gian để tính toán. Thành ra đôi khi tôi cũng không nghĩ tới điều đó, bởi vì dù sao nó không quan trọng. Đối với quý vị trong thời điểm này, quý vị đã hiểu rồi. Quý vị có các thiên đàng cao nhất có thể đang chờ quý vị, nên tôi cũng chẳng nghĩ tới. Nhưng để tôi xem, đối với tôi cõi này được bảo đảm và đã sẵn sàng cho quý vị, nên tôi không nghĩ tới nó nhiều lắm. Ồ, cần chút thời gian, kiên nhẫn nhé, đợi chút. Nếu bộ não của tôi có thể hiểu nó, tôi phải viết xuống giấy để nói cho quý vị biết. Quý vị phải biết rằng, ở các thiên đàng khác nhau, có hệ thống toán học khác nhau. Dù gì đi nữa, thời gian của họ khác nhau với thời gian của chúng ta. Ví dụ trên địa cầu của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có 100 đô la, hoặc ngay cả đồng rúp của Nga, thậm chí chỉ 10.000 đô la trở thành hàng triệu rúp ở Nga hoặc ở Ấn Độ, hay tiền nhân dân tệ ở Trung Quốc chẳng hạn, hoặc ở Việt Nam tiền đồng. Thế nên nếu quý vị quên chuyển, quý vị nói, ồ, tôi đã mua một căn nhà ở Việt Nam với giá 1 tỷ đô la, nghĩa là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam, nhưng nó không phải là 1 tỷ đô la, nhưng nó không là 1 tỷ đô la về con số hơn 1.000 năm trước mà tôi nói, lúc đó tôi đang ở cảnh giới thứ 5, nên bây giờ con số đó khoảng hơn 63.230.320 năm tính theo thời gian của địa cầu. Đó là một thời gian quá lâu rồi. Nếu quý vị lên cao hơn, con số đó thậm chí sẽ khác, hoặc xuống thấp hơn, nó khác. Bởi vì linh hồn minh sư đôi khi ngự ở các thiên đàng khác nhau, có thể dạy thiên giới và địa giới cùng lúc, do đó có sự khác biệt lớn giữa số năm, nên không phải chỉ hơn 1.000 năm trước đâu nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ đã giải thích. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ hết rồi ạ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cảm ơn Thượng Đế điện thoại hoạt động tốt, chỉ cho chúng ta ở đây. Trước đó điện thoại có ổn định không? Dạ ổn định, lần thu đầu tiên. Đã ổn như thế này rồi, quý vị thu lại. Tốt, để quý vị không quên, muốn chia sẻ với anh chị em đồng tu, thì quý vị có thể sao chép lại, để họ có thể biết, đặc biệt về chuyện khẩu trang. Được rồi, cảm ơn quý vị, Thượng Đế ban ân phước cho quý vị.
gửi lời chào đến anh chị em đồng tu quý vị nhé. Chúng con sẽ làm vậy. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tôi luôn cảm ơn tất cả thành viên trong đội, dù rằng đôi khi nếu tôi không có thời giờ để viết thư cảm ơn, tôi vẫn luôn cảm ơn tất cả quý vị. Và còn một câu hỏi, Ngài bắt lấy tất cả linh hồn bị ma quỷ ép ra ngoài khỏi xác và đưa những linh hồn này lên phải không thưa sư phụ? Chỉ những linh hồn thiện lành hoặc sám hối thôi. Cảm ơn sư phụ, hãy bảo trọng, chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi xin chúc mừng những ai đã chuyển sang lối sống thuần chay để giúp cứu loài vật và địa cầu của chúng ta. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó và nguyện cầu Thượng Đế ban phước cho quý vị mãi mãi. Phải, thế giới chúng ta đang lâm nguy, nhưng chúng ta có thể sửa chữa nó. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng làm việc đó. Đơn giản thôi, ăn thuần chay, và rồi những phẩm chất tốt đẹp khác sẽ lộ hiện và gia trì cho quý vị, gia trì cho người thân của quý vị, và rồi cũng gia trì cho thế giới. Đó là lực lượng và lòng từ bi, nhân ái, vốn có trong tất cả chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dùng nó. Thượng Đế là toàn tình thương, và Thượng Đế chỉ có tình thương. Chỉ là chúng ta cũng nên ban trải tình thương đó qua một lối sống tế nhị, từ bi, để cho không một ai, không một chúng sinh nào bị đau, bị tàn phá, hủy hoại hay tiêu diệt qua những hành động thờ ơ của chúng ta, qua sự khinh suất của chúng ta đối với cảm xúc và quyền sống của những chúng sinh khác. Tôi cảm ơn Tổng trưởng Finland một lần nữa vì sự lãnh đạo của ông trong vai trò này, trong thời điểm cần thiết này, vì ông có thể nhắc nhở bộ tộc, người dân, người thân, bạn bè của ông nhớ đến lối sống nhân từ. Cầu Thượng Đế gia trì cho ông. Tộc trưởng Finland, ông thực sự là một tộc trưởng bởi vì ông nghiên cứu, ông hiểu biết và ông tiếp thu tất cả kiến thức có lợi cho chính ông và dân tộc của ông, và ông đang truyền bá nó. Và bằng cách là một người thuần chay, ông là tấm gương lãnh đạo tốt nhất cho người dân của mình. Chúng tôi xin cảm ơn ông. Thiên đàng biết điều đó và đang ban phước cho ông, người thân của ông và người dân của ông, luôn luôn, mãi mãi, vô vàn hơn trước đây. Chỉ là trong thời điểm khó khăn này, con người sẽ muốn hướng vào bên trong nhiều hơn để được kết nối nhiều hơn với Đấng Thiêng Liêng. Do đó, họ sẽ cảm thấy, họ sẽ nhận ra nhiều tình thương và ân điển hơn từ Đấng toàn năng. Và đó là một điều tốt khi đôi lúc chúng ta trải qua những biến động để chúng ta có thể thức tỉnh, nhận ra điều gì đó vĩ đại hơn cuộc sống vật chất và thân thể vật chất của chúng ta. Và những người bản địa biết điều này bởi vì chủng tộc rất tâm linh. Kể từ thời xa xưa, quý vị đã luôn cố gắng kết nối với đẳng cấp tâm linh cao hơn, và quý vị đã luôn cố gắng bảo vệ môi trường, những vùng đất, tất cả những chúng sinh xung quanh quý vị, ngay cả cây cỏ, hoa lá, luôn nhận được sự tôn trọng, tình thương và sự bảo vệ của quý vị. Vì điều đó, địa cầu, mẹ địa cầu cảm ơn quý vị, thiên nhiên cảm ơn quý vị, và tất cả loài vật cảm ơn quý vị, và tôi cảm ơn quý vị, và thiên đàng ngợi khen quý vị vì tất cả có ý thức về phước lành mà quý vị có. Tôi mong tất cả mọi người trên thế giới có cùng ý thức, tôn trọng, trân quý, bảo vệ và yêu thương dành cho tất cả chúng sinh xung quanh chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều kết nối với nhau. Nếu chúng ta làm tổn thương một ai đó, chúng ta sẽ làm tổn thương chính mình. Người bản địa đặc biệt nhận ra sự thật này rất sâu sắc, và họ luôn giữ gìn truyền thống tôn trọng và yêu thương dành cho vạn vật xung quanh, bởi vì họ là một chủng tộc hiền lành. Họ là tổ tiên của nhiều chủng tộc trên địa cầu này. Tất cả chúng ta đều có nguồn gốc bản địa
tất cả chúng ta đều đến từ bộ tộc đầu tiên trên địa cầu này, giống như bây giờ quý vị gọi là bộ tộc đầu tiên, và tất cả chúng ta đều có bổn phận bảo vệ họ, bảo vệ di sản cổ đại này, lối sống cổ xưa này, dựa vào thiên nhiên nhiều hơn, bảo vệ thiên nhiên nhiều hơn, tôn trọng thiên nhiên nhiều hơn. Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ những bài học này mà chúng ta đã học từ ngày đầu tiên chúng ta xuất hiện trên địa cầu. Nhiều người trong chúng ta đã quên, và đó là một điều rất đáng buồn. Chúng ta cầu nguyện thiên đàng gia trì cho chúng ta nhớ lại và ghi nhớ sâu hơn thông qua ý thức của chúng ta, để được kết nối hơn với một điều gì đó cao hơn chúng ta, một điều gì đó thiêng liêng, một điều gì đó bảo vệ, một điều gì đó thánh thiện, một điều gì đó nhân từ, một điều gì đó thuộc về tình thương cao đẳng nhất. Amen. Giờ là mùa Giáng sinh, và tôi hy vọng tất cả chúng ta nhớ về sự hy sinh của Chúa Giêsu và tận dụng phước lành của Ngài, ân điển tự ái của Ngài, để làm điều gì đó tốt đẹp cho những người khác, cho thế giới và cho địa cầu, để chúng ta có thể tiếp tục sống trong hòa bình, tình thương và sự hài hòa với tất cả chúng sinh, với toàn cõi thiên đàng, với toàn cõi vũ trụ, trong tình thương và lòng từ bi dành cho tất cả của Đấng Tối Cao. Chúc tất cả quý vị khỏe mạnh và được ban phước yêu thương theo cách mà Thượng Đế đã định cho chúng ta. Yêu thương quý vị mãi mãi. Chúng ta kết nối. Chúng ta là người thân. Chúng ta là bạn hữu. Cầu Thượng Đế ban phước cho tất cả chúng ta. Amen. Ngày nay, có nhiều biến thể mới của COVID phải không? Chúng lây lan 70 hoặc 80% nhanh hơn chủng cũ. Và họ phát hiện chúng ở Anh. Nhưng có lẽ biến thể mới này cũng đã xuất hiện ở Pháp hoặc bất kỳ nơi đâu, vì bây giờ toàn bộ đã bị phong tỏa rồi. Họ không để bất cứ ai từ Anh đến, trừ khi thực sự khẩn cấp hoặc rất quan trọng. Bây giờ họ đã phong tỏa hết. Bây giờ toàn bộ nước Anh bị cách ly khỏi châu Âu. Và ngay cả các quốc gia khác cũng cấm người Anh đến đất nước của họ. Tôi quên rồi, có lẽ đó là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là nước nào đó. Quý vị tìm xem, vì biến thể mới này đến từ Anh, họ tìm thấy ở Anh, và 6-7 loại biến thể mới, hoặc bây giờ có lẽ còn nhiều hơn nữa, thật đáng sợ. Tôi không biết bao lâu nữa chúng ta mới thoát khỏi nạn COVID-19. Điều đó tùy thuộc vào con người. Nếu họ quay đầu và sống nhân ái, không giết động vật hay con người nữa, thì đại dịch này sẽ biến mất trong tắc, không cần thuốc, không cần vaccine, không còn bất kỳ rắc rối nào. Nhưng nếu họ tiếp tục lối sống như vậy, tôi không biết, tôi không thể bảo đảm. Tôi có thể giúp phần nào, nhưng không thể giúp hết. Đã giúp rất nhiều rồi, rất nhiều trợ giúp rồi. Thành ra không có nhiều người chết như đáng lẽ phải xảy ra. Thưa sư phụ, năm 2020 sắp khép lại. Sư phụ có nguyện ước gì cho năm mới? Cho ai? Cho chính quý vị hả? Và cho thế giới? Cho thế giới? Ồ, tôi ước thế giới thuần chay, thế giới hòa bình. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Mỗi ngày tôi lặp lại điều đó với thiên đàng, để chắc chắn rằng họ nghe tôi, để giúp chúng ta. Bởi vì không có thế giới thuần chay, thì sẽ không có thế giới hòa bình trường cửu. Thành ra tôi yêu cầu mọi người cầu nguyện và thiền định chỉ cho thế giới thuần chay, và thế giới hòa bình sẽ theo sau. Thế giới càng thuần chay bao nhiêu thì thế giới sẽ càng hòa bình bấy nhiêu. Nhưng hòa bình sẽ lâu bền hơn. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không lý tưởng như tôi muốn. Bây giờ nhiều người ăn thuần chay hơn, họ có thêm thời gian trong đại dịch COVID-19. Họ sẽ ngồi cùng nhau, họ ngồi một mình với gia đình, người thân, hoặc một mình với một hoặc hai người, và họ có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm. Và chúng ta thấy xu hướng thuần chay bây giờ đang trở nên phổ biến hơn. Tôi mong xu hướng này
sẽ ảnh hưởng toàn thế giới và không bao lâu nữa không còn động vật đau khổ trên địa cầu của chúng ta và không còn những người đau khổ vì chiến tranh và nạn đói vân vân. Tôi khuyên mọi nhà lãnh đạo tiết kiệm tất cả tiền không cần thiết, đổ vào chiến tranh, đổ vào những thứ khác, đó là những chỉ tiêu không đáng. Hãy giữ tiền đó và chỉ đưa tiền cho người nghèo, cho họ thứ gì đó để bắt đầu cuộc sống của họ với công việc kinh doanh, với giáo dục hoặc với nông nghiệp. Thay đổi cuộc sống của họ từ kinh doanh thịt sang kinh doanh thuần chay hữu cơ rất dễ dàng, và sau đó họ sẽ tự chăm sóc bản thân. Và càng có nhiều người ăn thuần chay, các nhà lãnh đạo, chính phủ càng ít phải lo lắng, vì họ sẽ không quá bạo lực nếu họ có đầy đủ công ăn việc làm để kiếm tiền để chăm sóc bản thân. Họ sẽ không bao giờ gây bất kỳ rắc rối nào cho chính phủ. Họ sẽ đau khổ ít hơn, và rồi sau đó cũng ít bệnh tật và ít tội phạm hơn trên thế giới. Điều đó tốt cho mọi người. Đó là điều tôi ước: thế giới thuần chay, thế giới hòa bình, nhân danh Thượng Đế. Trong lòng thương xót của Thượng Đế, mong rằng thế giới sớm thuần chay. Amen. Nhân đây, tôi cũng cảm ơn tất cả nhân viên làm việc truyền hình vô thượng sư ngoài kia trên thế giới. Họ cũng hy sinh rất nhiều, bởi vì họ cũng có công việc để mưu sinh, và họ cũng có thân nhân, mối quan hệ, bổn phận của họ. Thế mà họ vẫn dành thời gian để làm giúp công việc này, để giúp thế giới chúng ta. Tôi xin chân thành cảm ơn và khiêm cung. Cảm ơn quý vị. Cầu Thượng Đế ban ơn phước cho tất cả quý vị. Thương quý vị thật nhiều. Cảm ơn quý vị. Ôm. Thượng Đế ban phước cho tất cả quý vị và gia đình. Cảm ơn nhé. Chào. Mến gửi tình thương của tôi đến quý vị nhân danh Chúa Giêsu và nhân danh Thượng Đế toàn năng. Giáng sinh lại đến. Một năm đã qua quá nhanh. Quả là một năm đáng nhớ. Ngày nay, nhiều người mừng lễ Giáng sinh trong nhà của họ, hoặc với bạn bè, với hội nhóm, hoặc qua Zoom. Nhiều người không mừng Giáng sinh. Nhiều người không đủ khả năng. Tôi không mừng Giáng sinh. Tôi gửi quà cho đội ngũ làm việc ăn mừng. Nhưng chính tôi không ăn mừng gì cả. Hôm nay tôi ở đây để nhắc nhở quý vị về tinh thần Giáng sinh. Không chỉ là về bản thân chúng ta, rằng mình có một bữa tiệc lớn, chặt phá hàng triệu cây non, giết hàng triệu động vật, gạt tay những thú vật vô tội. Họ muốn sống, họ muốn vui hưởng cuộc sống, họ muốn ăn mừng Giáng sinh trong tâm họ. Nhưng chúng ta rút ngắn đời sống của họ, tước đoạt cuộc sống của họ mà không đắn đo. Tôi không muốn khóc bây giờ. Tôi nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta không cần phải giết gà tay để ăn mừng ngày Giáng sinh của Chúa. Ngài chưa bao giờ ăn bất kỳ sản phẩm động vật nào. Ngài ăn trường chay. Ngài thuộc dòng Essene, và họ luôn ăn chay. Vì vậy, chúng ta ăn mừng ngày Giáng sinh của Chúa, lễ Giáng sinh. Chúng ta nên nhớ tất cả những điều này. Giáo lý của Chúa là quan trọng. Nếu chúng ta nhận là tín đồ của Chúa Giêsu, thì chúng ta nên nhớ điều quan trọng trong giáo lý của Ngài, đó là lòng từ bi, tình thương cho muôn loài. Thế giới chịu quá nhiều đau khổ rồi, và bây giờ chúng ta còn có đại dịch này, và đại dịch vẫn chưa kết thúc. Đại dịch vẫn chưa hết, đại dịch tiếp tục lan rộng và phát triển thêm nhiều chủng virus, nhiều biến thể hơn, để các nhà khoa học và các bác sĩ vẫn lo lắng liệu vaccine mới sáng chế có hữu hiệu hay không. Lòng tôi quặn thắt, đau đớn quá nhiều. Tôi không đủ nước mắt khóc cho nhân loại. Tôi không thể nói cảm giác của mình như thế nào. Trong thế giới này, không ai phải đói bao giờ hết. Chúng ta có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để họ có thể khởi sự công việc kinh doanh riêng. Chúng ta có thể tặng họ đất đai
Bất cứ ai cần đất để trồng thực phẩm thuần chay, chúng ta có thể thay đổi tất cả những trang trại chăn nuôi thành các trang trại thuần chay hữu cơ. Cơ sở đã có sẵn rồi, chỉ cần thay đổi một số. Đất đai đã có sẵn, nhân viên đã có sẵn, mọi người đều có thể chuyển đổi thành trang trại thuần chay hữu cơ bất cứ lúc nào. Tôi nhớ khi còn ở châu Âu, dù không nhớ tôi đã ở bao lâu, nhưng tôi ở trong một khách sạn, giờ để đi đâu đó, và tình cờ đọc một tờ báo từ Anh để câu chuyện về một cậu bé đâu đó ở châu Phi, nói rằng tất cả những gì em cần là 30 bảng Anh, thì em có thể chăm sóc tất cả gia đình. Ý là em có thể canh tác đất đai, em có thể có đủ tiền mua hạt giống để canh tác đất đai của em hoặc một số dụng cụ phục vụ trồng trọt. Đó là tất cả những gì em cần. Vì vậy, tôi đã gửi cho em một tấm chi phiếu 100 bảng Anh hoặc hơn, tôi không nhớ nữa. Ý tôi là không cần nhiều lắm cho con người chăm sóc bản thân họ. Và thật đáng thương khi những người làm việc chăm chỉ này, những người thành khẩn vẫn phải chịu đói vì không có phương tiện để chăm sóc bản thân. Trong khi đó, chúng ta trong các xã hội giàu có, quá nhiều tiền, quá nhiều, chúng ta phí phạm bất cứ thứ gì và mua ma túy, tất cả các loại độc tố và gọi là thú vui. Chúng ta tự hủy hoại mình bằng nhiều thứ mà thực sự không cần thiết. Càng muốn thì chúng ta càng lệ thuộc, rồi chúng ta càng ngày càng tệ hơn về mặt thể chất, tinh thần cũng như về mặt tâm linh. Thật đáng thương, Chúa Giêsu đã hy sinh vì chúng ta mà chúng ta lại không ứng dụng mấy về giáo lý của Ngài. Lời giảng dạy của Ngài không chỉ là thứ vật chất, không chỉ là bài giảng hữu hình. Bởi vì những gì Ngài nói, các vị minh sư khác ít nhiều cũng đã nói trước đó rồi, trước Ngài hoặc sau Ngài. Những gì Ngài ban là cái không nói bằng ngôn ngữ con người. Nhiều minh sư đã dùng như thế để dạy và thăng hoa đệ tử của các Ngài. Chúa Giêsu cũng đã làm như vậy. Vào lúc Chúa Giêsu làm phép baptism, Ngài đã có thể nhìn thấy vương quốc của Chúa một chút thoáng qua. Ngày nay chúng ta vẫn có thể, nếu có một vị hướng dẫn tốt, vị thầy tốt, minh sư tốt, là quý vị biết cách chúng ta khai mở vương quốc của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy. Tôi chỉ muốn nhắc quý vị về tinh thần Giáng sinh. Nếu quý vị thực sự tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, quý vị phải theo Ngài bằng giáo lý của Ngài. Cho dù chưa khai ngộ, quý vị phải làm những gì có thể về mặt hữu hình để giúp đỡ và ngăn chặn tất cả giết chóc, ngừng tất cả chiến tranh, với con người, tất cả chiến tranh với động vật. Rồi thiên đàng sẽ khoan dung hơn với chúng ta, và chúng ta sẽ không phải chịu đại dịch hoặc bất kỳ thảm họa nào khác nữa. Đó là việc khẩn cấp nhất cần làm. Và để khai ngộ, quý vị phải tìm một vị hướng dẫn, minh sư, vị thầy thật vậy. Một người có thể thăng hoa quý vị ra khỏi thế giới này và thế giới tiếp theo. Bởi vì thiên đàng thấp hơn mới chỉ là sự khởi đầu. Có những nơi tốt hơn để chúng ta cư ngụ. Và năm mới sắp đến, chúng ta nên bắt đầu một lối sống mới, ăn thuần chay, tử tế, rộng lượng đối với tất cả những người xung quanh. Được rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất. Xin Thượng Đế ban phước cho tất cả chúng ta. Đến khi chúng ta thay đổi tốt hơn, chúng ta phải thay đổi tốt hơn. Giáng sinh và năm mới, hãy hứa với chính mình và với Thượng Đế rằng quý vị sẽ thay đổi tốt hơn. Nhân từ hơn, từ bi hơn, quan tâm đến tất cả chúng sinh trên địa cầu. Amen.